xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã đến với viên ngày hôm nay thì uh, ok mình sẽ trong viên hôm nay mình sẽ cập nhật nhanh cho các bạn cái tình hiện tại uh, trên cái trạc đầu thị của bitcoin uh, bitcoin hiện tại đang liên tục có những cái kỷ lục mới và cứ ngày một ngày trôi qua là bitcoin lại có một cái mức giá mà có thể nói là ngoài sức tưởng tượng của chúng ta vậy thì uh, những cái uh, thời điểm này chúng ta nên làm gì cũng như là những cái, cái vùng giá quan trọng chúng ta sẽ cần phải quan tâm trong thời gian tới là như thế nào thì mình sẽ uh, cập nhật cho các bạn ở trong cái video ngày hôm nay thì cái thời điểm mà mình làm làm cái video này thì cái mức giá của Bitcoin là đang loanh quanh trong khoảng mức giá tầm 37.600 đô thì đây có thể coi là cái đây là cái mức giá mà cao gấp mà ba lần cái ngưỡng giá kháng cự cứng ở mức 12.000 mà các bạn lưu ý là cái ngưỡng kháng cự này Bitcoin đã mất tới hơn 2 năm mới có thể vượt qua được và cái mức giá 37.600 cũng gần gấp đôi so với cái mức đỉnh 20.000 đô đã được thiết lập vào năm 2017 À, ngoài cái mức giá của Bitcoin đạt được ở những cái đỉnh cao mới thì chúng ta cũng đón nhận được một cái thông tin rất là tốt. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử thì cái vốn hóa của toàn bộ thị trường uh, cryptocurrency đã phá ngưỡng 1.000 tỷ USD. Đây là phải nói đây phải nói là một trong những cái cột bốc lịch sử đối với cả thị trường uh, tiền điện tử. Bởi vì theo market cap ấy, thì trong lần đạt đỉnh vào cuối năm 2017 đầu năm 2018 thì vốn hóa thời điểm đó cũng chỉ đạt được ngưỡng là 830 tỷ đô mà thôi. Và hiện tại chúng ta đang ở trong những Uh, ngày ngày tháng đầu tiên mà uh, cái cái thị trường còn rất là non trẻ là crypto đã đạt được ngưỡng những là nghìn tỷ USD và uh, ngoài ngoài cái sự tăng trưởng của Bitcoin ra thì trong uh, những ngày vừa rồi thì những an cũng đang có những cái đà tăng trưởng uh, cũng rất là mạnh đặc biệt là đối với cái đồng ETH thì ETH thì đang tiến tới cái mức giá 1.200 đô và đang trên con đường quay trở lại mức đỉnh cao nhất mọi thời đại tức là mức 1.300 thì mức 1 ba thực sự là không còn quá xa đối với ETH và mình nghĩ rằng là với cái tình hình như thế này ETH cũng sẽ sớm đạt được cái uh, mục tiêu này. Và đối với cả đồng XRP ấy, thì sau khi bị giảm sâu vào tuần trước rất là nhiều người lo lắng về số phận của đồng coin này thì cho đến ngày hôm nay thì XRP đã có cái sự phục hồi là 30%. Và những cái altcoin khác ví dụ như là ADA, LINK hay đồng XLM cũng đang có một cái sự tăng trưởng uh, vô cùng ấn tượng. Uh, nói chung là thị trường đức tôi th thời điểm hiện tại đang uh, tương đối là lạc quan. Uh, tràn ngập sắc xanh. Tuy nhiên thì đây cũng chính là cái điều mà khiến cho rất là nhiều các nhà đầu tư lo lắng bởi vì họ sẽ rất là dễ bị FOMO và một cái cú điều chỉnh giảm ở thời điểm hiện tại là tương đối cần thiết để đảm bảo cho cái sự tăng trưởng bền vững của Bitcoin cũng như là giúp cho thị trường sẽ có cái sự tăng trưởng nó ổn định hơn. Ok thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cả cái trạc đồ thị của Bitcoin trên khung weekly. Thì đây là cái trạc đồ thị mà mình cũng đã dùng để mà phân tích trong những cái video gần đây nhất thì vào giữa tuần này thì chỉ số RSI đã có cái xu hướng là đi xuống dưới vùng 90 một chút. Tuy nhiên thì ngay sau đó thì nó đã quay trở lại cái khu vực này và hiện tại thì RSI vẫn đang giữ ở khoảng là 93. Đây là một cái dấu hiệu rất là đặc biệt đối với chặp đồ thị của Bitcoin trên khung weekly bởi vì nó chưa từng xảy ra trong 7 năm gần nhất. Như video trước mình đã từng chia sẻ với các bạn ấy thì kể từ năm 2014 thì chúng ta đã thấy hầu hết các chu kỳ thị trường có cái chỉ số RSI ở trên mức 90 chỉ kéo dài trong có vài tuần mà thôi và sau khi kết thúc 7 ngày RSI ngay lập tức giảm xuống khu vực dưới 90 và đây cũng là lúc mà thị trường chuẩn bị cho một cái cú điều chỉnh rất là mạnh và đường giá sẽ phản ứng với cả cái đường trung bình EMA 21. À, tuy nhiên thì kịch bản này đã không xảy ra với những gì mà chúng ta đang chứng kiến thì uh, thời điểm hiện tại RSI vẫn đang dao động ở trong mức giá là 93. Điều này có nghĩa là cái chu kỳ đặc biệt này sẽ không chỉ dừng lại sau 7 ngày như những gì mà diễn ra trong quá khứ mà khả năng cao là nó sẽ diễn ra trong khoảng thời gian lâu hơn và có thể là 2 tuần hoặc là nhiều hơn theo những cái chu kỳ xảy ra trước năm 2014 và cái việc bitcoin duy trì trên mức 90 thêm một một lần thêm một tuần nữa sẽ cho chúng ta thêm cái dấu hiệu để mà xác định là các mức giá mà thị trường này đang hướng tới trong cái thời gian tới và hiện tại thì thành thật mà nói thì chúng ta rất là khó để có thể dự đoán là bitcoin sẽ tăng trưởng đến đâu bởi vì thời điểm hiện tại thì mọi thứ đều có thể xảy ra thì và cái và cái mức giá 40 hay là 50 ngàn thực sự là nó À, bây giờ nó không phải là cái điều không thể nữa Bitcoin hoàn toàn có thể tăng được đến ngay cái mức giá này Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể tham khảo những cái dữ kiện trong quá khứ để chúng ta có thể xác định xem là uh, cái mức giá kỳ vọng đối với Bitcoin trong cái đợt tăng trưởng này là bao nhiêu và mình thì mình sẽ xác định cái mức giá kỳ vọng dựa trên cái uh, khoảng cách giữa cái đường giá và đường trung bình EMA 21 thì, thì chúng ta có thêm một cái dữ kiện để chúng ta tham khảo đúng không ạ? À, thì cái thời điểm mà tháng 6 và cái thời điểm tháng 6 năm 2011 ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta đang có cái khoảng cách đo từ cái mức giá cao nhất tại thời điểm đó xuống dưới đường EM1 vào khoảng là 85%. À, tiếp theo đến lần thứ hai xảy ra vào tháng 4 năm 2013 thì khoảng thời gian RSI duy trì trên những 90 kéo dài trong 6 tuần và các bạn có thể thấy là cái khoảng cách chênh lệch là 82% giữa cái mức giá cao nhất và đường trung bình EMA1 ở trong cùng thời điểm đó. Như vậy là cả hai lần đầu tiên thì Bitcoin có cái thời gian ở khu vực RSI 90 tương đối là lâu, à, đến hơn một tháng. Và ở hai trường hợp này chúng ta đều thấy là cái khoảng cách giá mà Bitcoin biến động từ mức cao nhất đến đường trung bình EMA đều rơi ở khoảng là trên 80%. Ở chu kỳ cuối cùng mà chúng ta phân tích diễn ra tại cái thời điểm cuối tháng 11 năm 2013 cũng là cái mô hình mà có cái độ tương đồng cao nhất với cả cái diễn biến hiện tại và chu kỳ kéo dài trong khoảng 2 tuần. Và cái tỷ lệ chúng ta đang có ở đây là khoảng hơn 75%. À, từ việc phân tích ba cái lần bitcoin duy trì trên ngưỡng RSI trong uh, trên một tuần thì chúng ta có thể nhìn thấy một điểm chung là cái khoảng cách từ cái mức đỉnh cao nhất đến đường trung bình EMA 21 tại cùng cái thời điểm nó đều đạt cái ngưỡng tranh lệch là hơn 75%. À, quay trở lại với thị trường ở thời điểm hiện tại thì nếu như RSI vẫn duy trì trên mức 90 khi mà kết thúc tuần ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể có cái dự đoán rằng là mức giá bitcoin có thể là sẽ hướng tới dựa theo những cái gì mà mà trong quá khứ nó đã diễn ra, tức là chúng ta sẽ kỳ vọng là cái sự chênh lệch giữa đỉnh đỉnh giá và đường EMA 21 tại cái thời điểm mà cái đợt điều chỉnh xảy ra nó sẽ rơi vào khoảng từ 75 đến 85%. Và với cái mức giá của hiện tại, Bitcoin đang ở khu, khu vực là khu vực 36.000 thì chỉ chênh lệch khoảng 47% so với cái đường trung bình EMA 21 là thôi. Cho thấy rằng nếu như mà lịch sử được lặp lại thì, thì cái thời điểm hiện tại nó vẫn chưa phải là thời điểm lý tưởng để diễn ra một cái đợt điều chỉnh và hoàn toàn giá có thể là tăng trưởng cao hơn nữa. Đó. Vậy thì cái câu hỏi mà có lẽ là sẽ nhiều người thắc mắc đó chính là khi nào thì cái sự điều chỉnh này nó sẽ diễn ra Và để nhận ra được cái dấu hiệu của cái một cái đợt điều chỉnh giảm ấy thì chúng ta sẽ cần dựa vào uh, R, Ngoài RSI ra thì chúng ta sẽ cần dựa, thêm, uh, dựa vào thêm một cái chỉ số mà cũng rất là quen thuộc đối với các bạn uh, Nếu các bạn đã xem cái video trước đó chỉ số NVT Thì có hai điều kiện để chúng ta cần cho một cái đợt giảm giá đó chính là RSI xuống dưới mức 90 kết thúc cái chu kỳ của mình và đường NVT chuyển từ màu đỏ sang màu trắng. Và với cái chỉ báo NVT thì mình cũng đã sử dụng để mà phân tích rất là nhiều lần trong những cái video trước và chắc là mọi người cũng đã nhớ đến ý nghĩa của cái việc màu sắc đồ thị thay đổi sẽ cho chúng ta biết được cái hướng đi di chuyển giá của thị trường như thế nào đúng không ạ? Và ở cái thời điểm hiện tại thì chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình đó chính là chỉ số NVT đang duy trì là màu đỏ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là giá sẽ có thể là tiếp tục tăng cao hơn nữa và điều này thì có thể dễ dàng nhận ra khi mà các bạn nhìn vào những cái khu vực mà NVT có cái sắc đỏ trước đây và hầu hết thì các trường hợp thị trường đều giữ cái xuống tăng trong cái khu vực này và các bạn có thể nhìn thấy là những các cái điểm swing high được hình thành trong những cái vùng NVT màu đỏ và cái dấu hiệu mà chúng ta cần cho cái đợt điều chỉnh giảm đó là cái việc đồ thị NVT sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu trắng và đây cũng sẽ chính là cái tín hiệu cho một cái đợt giảm giá mạnh ở trên thị trường à, các bạn có thể nhìn lại những cái thời điểm chuyển màu đỏ của đồ thị trong quá khứ thì rõ ràng nhất có thể kể đến đó là thời điểm cuối 2018 khi mà chúng ta đang ở trong một cái đà tăng trưởng rất là mạnh và mức giá chạm tới là hơn 19.000. Thì ở thời điểm đấy thì mọi người cũng đều lạc quan về cái xu hướng tăng trên thị trường đúng không ạ? Tuy nhiên thì trái với kỳ vọng của nhiều người và các bạn có thể thấy là dấu hiệu giảm bắt đầu xuất hiện khi mà đồ thị NVT chuyển từ sắc uh, chuyển sang sắc trắng và cùng lúc trên thị trường giá Bitcoin bắt đầu rơi uh, rất là mạnh và uh, giảm giá tới hơn 7% giá trị tại cái thời điểm đó. Mình muốn các bạn chú ý cho mình vào cái thời điểm cuối tuần này khi mà kết thúc tròn 2 tuần RSI ở trên mức 90, khi mà thanh đến tuần này hoàn thiện, nếu NVT mà chuyển sang màu trắng, kèm theo đó RSI rời khỏi khu vực 90 sau 2 tuần duy trì thì chúng à, thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái việc giá sẽ quay lại cắt cái đường EMA 21 và như những gì đã diễn ra trong lịch sử thì việc uh, giá của Bitcoin bất ngờ giảm mạnh sẽ là cái điều mà chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị tâm lý trước, đặc biệt là nó cũng đã tăng trong khoảng thời gian rất là dài rồi đúng không ạ? Trong uh, tuần này sẽ là một cơ hội để mà các bạn có thể đánh uh, margin uh, cực kỳ tốt uh, kể cả hai đầu long short luôn. Uh, theo những cái thời điểm mà giá có thể là nó test là đường EMA21 thì uh, tín hiệu cho cái việc sell chính là cái lúc mà giá ở cái mức cao nhất ngay tại khi mà NVT chuyển sang màu trắng và RSI sẽ xuống mức uh, 90. Và khi giá bắt đầu giảm và tiệm cận đường EMA21 thì các bạn có thể Uh, cho cái kế hoạch đặt những cái lệnh buy khi mà giá chạm vào cái đường trung bình này. Theo dự đoán của mình thì sau khi có một cái nhịp điều chỉnh giảm, thì giá của bitcoin sẽ bật tăng mạnh trở lại và đây sẽ là một cái cội uh, tương đối là tiềm năng để chúng ta có thể uh, vào những cái lệnh. Nói chung là thời điểm hiện tại thì các bạn có thể thấy là hàng ngày chúng ta đều có những con sóng rất là lớn để mà chúng ta có thể uh, vào lệnh những kể cả lệnh long hay lệnh short. Tuy nhiên thì các bạn cũng sẽ cần phải uh, theo dõi thật kỹ cái xu hướng của thị trường trước khi mà các bạn uh, vào bất cứ cái lệnh nào. À, những ngày, những ngày hôm, như những ngày hôm nay hoặc ngày hôm qua, hôm kia mình đều rất là tập trung uh, trade, đưa ra những cái tín hiệu ở trên nhóm cho các bạn. À, đặc biệt là đối với những cái đồng kể cả bitcoin hay là hay là hay là an mình đều đưa ra tín hiệu bởi vì thời điểm hiện tại cái con sóng nó quá đẹp để chúng ta có thể giao dịch mà chúng ta không cần phải mạo hiểm dùng những cái đòn bẩy nó quá lớn và chúng ta vẫn có thể kiếm được lợi nhuận rất là ok. thì uh, một cái số một số lệnh mình có thể uh, chia sẻ với mọi người đó chính là lệnh vào sáng ngày hôm qua như các bạn có thấy ở trên màn hình thì uh, mặc dù là Bitcoin uh, đang ở trong cái trend chính là trend tăng, uh, nhưng mà mình nhận thấy là thời điểm đó thì chưa có bất cứ một cái tín hiệu nào mới cả, thế nên mình nhắn uh, anh em trong group là uh, đợi Bitcoin phá đỉnh rồi thì chúng ta mới nên mở những cái lệnh long. Đồng thời thì mình cũng đã đưa ra cái tín hiệu uh, long cho những cái đồng altcoin nhỏ ví dụ như là ETH, LTC hay là đồng XRP. Uh, lý do tại sao? Thứ nhất đối với ETH. Thì tại cái thời điểm mà mình vào lệnh thì mình nhìn thấy trên trạng M5 của ETH mình nhận thấy là cái chỉ số RSI đang bắt đầu đi lên vùng quá mua và trend chính đang là trend tăng. Thế nên là mình quyết định là đánh một cái lệnh long scap rất là ngắn ở đây. Và như mọi người có thể thấy là sau đó thì cái xu hướng nó đi cũng đúng theo dự đoán và lệnh này thì mình đã chốt lãi ở cái mức là 50%. Tuy nhiên thì lệnh này mình ăn trong khoảng thời gian rất là ngắn, mình nghĩ cũng rất là ổn. À đến buổi tối thì bắt đầu mình sẽ đưa ra những cái lệnh tín hiệu long trong group À, mặc dù là sau đó giá đã có cái sự giảm nhẹ Tuy nhiên rất là may là nó vẫn chưa chạm tới stop loss Thế nên là mình đã nhắn mọi người là hãy giữ cái lệnh này qua đêm Và đúng như mình dự đoán thì đến sáng ngày hôm sau thì giá đã tăng tới uh, uh, 8% đó, Thế nên là mình đã nhắc mọi người là đã chốt lãi dần vào lúc khoảng uh, 8 giờ sáng Đây là một cái lệnh uh, chốt long hợp lý ngay tại đỉnh Bởi vì uh, ngay sau đó thì Bitcoin đã uh, giảm khoảng 2% cái lý do tại sao mình ra cái lệnh này, bởi vì các bạn thấy là trên khung H1 ấy, thì giá đã chạm vào cái ngưỡng đường hỗ trợ được hình thành từ trước đó đúng không ạ? Và theo mình thì Bitcoin sẽ tiếp tục tăng lên sau khi chạm vào cái vùng hỗ trợ này bởi vì như các bạn có thể thấy là ngay trước đó thì giá đã cắt xuống vùng hỗ trợ nhưng mà không thành công và đã tăng trở lại à, Ngoài ra thì mình cũng xác định được một cái trend tăng ở cái chỉ báo RSI và đây cũng là một cái đường hỗ trợ mạnh và đó là lý do tại sao mà mình nghĩ rằng là nó sẽ chưa thể xuyên thủng ngay được, đó là đó lý là do tại sao mà mình đưa ra cái tín hiệu long cho mọi người. À, ok thì hôm nay mình chỉ làm cái video rất là ngắn để cập nhật cái tình hình uh, bitcoin thời điểm hiện tại vì uh, thời điểm hiện tại giá đang có cái sự biến động cũng uh, rất là mạnh. Thế nên là mình cũng muốn là uh, cập nhật cho mọi người để mọi người có thể nắm được những cái thông tin uh, trong uh, những ngày tới nếu như thị trường có bất cứ có cái sự thay đổi nào mình sẽ có một cái, cái video để mà uh, cập nhật tình hình cho mọi người. Thế nên là để đón xem những cái video này các bạn hãy nhớ bấm subscribe kênh và hãy nhớ bấm quả chuông ở bên cạnh, đúng không ạ? và mình cũng sẽ rất là cố gắng theo dõi thị trường và tìm ra những cái điểm entry đẹp cho mọi người để mọi người có thể vào được những cái lệnh tốt trong cái thời gian này thì bạn nào mà quan tâm tới cái việc trade margin các bạn có thể để lại thông tin ở cái form đăng ký bên dưới thì sẽ có admin sẽ add các bạn vào trong cái nhóm này và trong cái nhóm này thì mọi người gặp vấn đề gì khó khăn có thể nhắn tin hoặc có thể gọi điện để mà hỏi mình Đó, bọn mình sẽ sẵn sàng để mà giải đáp ok cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái video ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại mọi người các video sau xin chào